Giờ mới vô ăn nè. Giờ mới ăn xong á. Mọi người chúc Tết thầy Tọa đi, thầy Tọa lì xì kìa. Phải kìa, sơ kìa. Đó, mọi người đặt chúc là sơ. Chúc Tết sơ. Mọi người đang đứng chúc Tết gì à? Thế là em. Chúc Hà nhật chị lì xì. Họ xịt nó tươi ghê ha, nó xé. Cái lô này đẹp. Lô này còn quá trời. Sơ chừa lại cho mọi người có ít hàng với lại nó không lên. Dạ cảm ơn sơ. Cái chỗ mà sơ để cái bình này có bự không, chỗ nó có rộng không? Không khách rộng, không khách rộng á, cho nó xuề ra còn màu vàng. Ờ ủa là nhiêu cây? Trăm mấy chục cây à? Mẹ cong nó Trung ơi, là nó sẽ cong thôi. Hơn nên một bó như vậy là 100 cây hay sao á? Là hai bó à? Hai bó, một bó vàng một bó đỏ là 200 cây á. Dương không có đem cái màu màu xanh màu gì lên đây hả? Cái von von này nè. Sao
nó đem vô để cho ăn ấy, đệm vô cái màu với cái màu này nhé. Chị đi ăn tiếng hôm kia rồi chứ không phải do em đi ăn bạc tây. Cái gì? Em soạn đồ về quê chưa hả? Giữ giọng nhỉ. Khang luôn rồi. Hòa chân cho chị đi. Chăm sóc cho chị đi Hòa ơi. Mọi người sẽ ăn Tết tới đâu rồi? Đó.